Chào mừng đến với bản cập nhật đầu tiên của Runeterra tái hợp. Hãy cùng xem phiên bản 13.13 này mang tới những điều chỉnh và thay đổi như thế nào nha. Thay đổi về hệ thống. Phiên bản này sẽ hoàn trả thay đổi về sát thương đã áp dụng trên BBE. Cụ thể thì sát thương lên người chơi cơ bản ở vòng 4 sẽ giảm từ 5 xuống còn 4. Những thay đổi lớn. Cổng dịch chuyển khu vực. Nhà khiên thánh quang là một trong những cổng dịch chuyển khu vực có tác động lớn nhất, định hướng toàn đội hình và vị trí ban đầu với vương miện Demacia mạnh mẽ. Vì thế, ở phiên bản này, sẽ thay đổi về nhịp độ cho tất cả chỉ số và chỉ số máu mỗi nhịp tăng. Về tộc hệ, thách đấu sẽ được tăng sức mạnh ở mốc 6 một chút, cụ thể là về tốc độ đánh. Với Beethoven, T-Hex có giới hạn sức mạnh quá khủng khiếp và có thể gánh đội về cuối trận mà không cần nhận nhiều trợ giúp. Vậy nên, phiên bản này sẽ chuyển bớt sức mạnh về hướng chuỗi thua 14 lần liên tục cực kỳ rủi ro, thay vì dựa vào chuỗi thua 11-12 trận khá dễ đạt được và một vài chỉ số như sau. Đế chế Surima sẽ trỗi dậy và được làm lại. Giờ đây, 7 Surima sẽ được tăng sức mạnh một chút, còn với 9 Surima thì sẽ có những điều chỉnh về các chỉ số. Tiếp tới ở phiên bản này, sẽ tăng thời gian mà các tướng đồ tể được tăng sát thương lên những mục tiêu thấp máu qua việc tăng ngưỡng máu thấp tới 75%, trảm hết chúng cho ta. Với Targon thì sẽ được tăng mạnh ở phiên bản này và có thể sẽ còn thay đổi thêm nhiều nếu như cần thiết. Ngoài ra, còn một vài điều chỉnh của các bộ tộc khác bạn có thể xem ở hình dưới đây. Về các tướng, tướng bậc 1, Kael được tăng sát thương trên đòn đánh từ Thượng Nhân Thăng Hoa, Orianna được tăng sát thương và lá chắn từ lệnh bảo vệ. Còn với Kristana, khi đạt 4 sao thì số đòn đánh cần để bắn đạn siêu cấp sẽ phải tăng lên. Tướng bậc 2, Ashe tăng tỷ lệ sức mạnh công kích của tán xạ tiễn. Galio tăng khả năng giảm sát thương của lá chắn Duran. Klett giảm lá chắn cho bản thân từ Scar. Seth tăng lượng máu từ thưởng Ionia. Talia giảm sát thương cơ bản và sát thương tảng đá từ quăng địa chấn. Còn Teemo giảm sát thương từ 7 độc. Tướng bậc 3, Ekko giảm tỷ lệ hồi máu từ biến chuyển pha. Garen giảm số đòn đánh cơ bản mỗi vòng xoay và tỷ lệ sức mạnh công kích, nhưng tăng tốc độ đánh mỗi vòng xoay từ phán quyết. Sona giảm sát thương, nhưng tăng tốc độ đánh cộng thêm từ khúc cao trào. Taric giảm chỉ số năng lượng tối đa. Tướng bậc 4, Aphelios giảm tỷ lệ sức mạnh công kích của Thăng Hoa Luân. Gwen tăng máu và sát thương của Xoẹt Xoẹt. Kai'Sa giảm năng lượng tối đa và sửa lỗi nhận năng lượng khi dùng chiêu thức. Sejuani tăng sát thương chuẩn từ nội tại và mùa đông thịnh nộ. Shen tăng sát thương và lá chắn trên đồng minh của lá chắn kiếm khí. Zeri giảm tỷ lệ sức mạnh công kích và tăng thời gian tác dụng của xung điện. Tướng bậc 5, Aatrox tăng máu cơ bản. Belvet tăng máu và giảm năng lượng tối đa. Ryze với vòng xoáy không gian Beethoven thì giảm năng lượng tối đa. Với vòng xoáy không gian Targon thì loại bỏ khả năng làm choáng mà thay vào đó là hất tung. Vòng xoáy không gian thành phố Bendel thì giảm năng lượng. Với các nâng cấp và nâng cấp huyền thoại thì các bạn có thể xem ở link bài viết dưới phần mô tả để nắm rõ chi tiết nha. Trên đây là một số những thay đổi và chỉnh sửa về tướng cũng như tác động tộc hệ của phiên bản 13.13. Hy vọng nó sẽ hữu ích với các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.